En fait, aïe. Ngày xưa mà không có thức ăn là phải chén cái như thế. Mình thử ăn cái lói chuối này xem lại xem là ngon. Lói chuối này. Nhạt nhạt có nước, các bạn đi rừng hoặc là đi đâu lại có cây chuối à, nhớ phải chuối lá nhá, chuối chuối tây gọi là họ chuối tây, chuối quả nó tròn tròn ấy, lá mà nó trắng trắng ấy, gọi là chuối lá. Lá chuối xanh xanh nón chuối, không phải là chuối tiêu mà cái vỏ nó đậm đậm đâu, nón chuối cái lá xanh, thân chuối phải trắng đấy, tròn mịn cao dài, gọi là chuối chân dài đấy. Băm nhiều được không nữa, đàn gà nhà bạn đấy, ít nữa có ai mua gà sạch thì đến bảo Nhật Bảo Quyên Nhiên. Ôi trời ơi, đây băm ra chuối cho gà đấy, khổ lắm. Mô hình bán cây chuối về cho người tức giận băm. Kéo cây lại hay cả năm, chém lắt cơn giận. Biết đang băm này để làm gì không đấy, chém lắt cơn giận khi vợ bắt băm rau chuối đấy. Băm nhè tay phải to hơn tay trái rồi. Các bạn nhỉ, phải băm chuối là tay phải to hơn tay trái. Băm nhè không này này này. Băm to ra băm nhảy, chuẩn bị chuyển sang băm bố lếu bố lão rồi đấy, bố vào bố vậy nít tay kinh nhỉ. Thanh niên băm chuối. Nóng. Rồi đem nốt lên đi.
Thôi à? Thế đi à? Mấy giờ rồi? Gần 8 giờ. Thôi. Bye bye nha, tạm biệt các bạn nha. Nhớ subscribe và đăng ký kênh nha.